Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Hôm nay, Thế Sơn Toyota sẽ giới thiệu với các bạn về mẫu Toyota Vios 2021 mở đặt cọc tại Việt Nam, bản nâng cấp với phần đầu như Lexus sẽ ra mắt sau Tết. Trong phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios là mẫu xe chậm nâng cấp nhất trong thời gian vừa qua khi hầu hết các đối thủ đã có bản facelift và thế hệ mới trong năm 2020. Một số đại lý bắt đầu rục rịch nhận đặt cọc Toyota Vios phiên bản facelift mới nhất. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, bản nâng cấp của Vios chắc chắn sẽ xuất hiện trong năm nay. Thời gian ước tính rơi vào khoảng quý 2 và có thể trong tháng 4. Mẫu xe này vẫn tiếp tục được lắp ráp trong nước. Vios mới gần như là một biến thể sedan của Yaris đang bán tại thị trường. Phần đầu Vios 2021 nhiều khả năng sẽ giống hệt với Yaris. Ở bản nâng cấp lần này, cả Vios và Yaris đều có phần đầu xe thiết kế hiện đại hơn, gần giống với kiểu Lexus với cụm đèn LED 3 khoang và lưới tản nhiệt lớn dạng hình chữ X. Ngoài phần đầu, hầu như các chi tiết khác của Vios gần như sẽ giữ nguyên so với bản cũ. Tại một vài thị trường trong khu vực, Vios còn có phiên bản thể thao gọi là GRS với body kit khác biệt, nhất là phần đầu xe trông hầm hố hơn. Ở thế hệ cũ, Vios tại Việt Nam từng có bản thể thao có tên gọi là TRD Sportivo. Sẽ có một vài thay đổi nhỏ trong nội thất Vios mới, bao gồm cụm đồng hồ và màn hình trung tâm. Đồng hồ xe có màn hình màu 4,2 inch đặt nằm ngang, màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Động cơ Vios facelift không thay đổi, máy 1,5 lít vẫn giữ nguyên từ tận thế hệ cũ, kết hợp số tự động vô cấp hoặc số sàn 5 cấp. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ được nâng cấp trang bị an toàn. Tại một số quốc gia láng giềng, Vios mới có cả gói an toàn Safety Sense cao cấp với các tính năng không kém cạnh so với Corolla Cross đang bán tại Việt Nam. Người bán hàng đại lý cho biết Vios 2021 có thể sẽ tăng giá khoảng 18 đến 20 triệu đồng, tương tự mẫu xe Yaris mới. Hiện tại, mẫu xe này có giá niêm yết từ 470 triệu cho đến 570 triệu đồng. Trong phân khúc sedan hạng B, Vios đang là mẫu xe chậm được cập nhật nhất. Trong năm 2020, các đối thủ như Attach, Sias và Accent đã có bản nâng cấp facelift, trong khi City đổi sang thế hệ hoàn toàn mới, chỉ có Vios là vẫn chưa có động thái nâng cấp nào. Mặc dù chậm nâng cấp nhất, nhưng Vios vẫn là xe bán chạy nhất trong phân khúc trong năm 2020 với doanh số áp đảo các đối thủ còn lại. Mẫu xe này năm ngoái bán được 30.251 xe. Mẫu xe xếp sau về doanh số là Accent với 20.776 xe và Soluto bán được 8.334 xe. Vừa rồi là một số cập nhật của Thế Sơn Toyota về mẫu xe Toyota Vios 2021. Nếu các bạn có ý kiến gì thì đừng quên comment bên dưới để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.